Vâng, xin trân trọng mời chào quý vị đến với kênh YouTube Go Go Around TV. Kính thưa quý vị, bây giờ mình xin mời quý vị chúng ta về thăm Huế, đi ngắm cảnh Huế về đêm. Trước mắt chúng ta là chúng ta đi qua cầu Giả Viên quý vị nhé. Chúng ta thấy là bà con ở Huế đang bị chặn đường ray, chờ tàu chạy qua, lúc đó mới được băng qua đường này đi lên Kim Long nữa quý vị. Đường Kim Long đấy, chúng ta thấy bên cầu Bạch Thổ có một cái đoàn tàu đang đi qua. Đây là cầu Giả Viên, một trong những cái cầu mới nhất ở Huế đấy quý vị, một cây cầu mới nhất. Quý vị thấy bên trên hai bên đường đi bộ lăng can của cầu thì chúng ta thấy thỉnh thoảng có ít người đang đến hóng mát nói chuyện, và bên đang đi như thế này thì cảm thấy gió rất là mát. Chúng ta thấy hai bên cầu có những cái vòng lầu kiến trúc kiểu giống như là dạng cung đình, chùa chiền. Nói một cách khác thì kiến trúc này theo cái lối kiến trúc của Trung Quốc, kiến trúc phương Đông nói chung. Cái cầu này có một đoàn cong, đoàn này bắt đầu cong rồi. Nếu quý vị theo dõi thường xuyên video của mình, kênh YouTube Google Rao tải lên, thì có lẽ quý vị cũng đã thấy nhiều lần mình đi qua cầu Giả Viên như thế này, nhưng mà đều là ban ngày. Bây giờ chúng ta đi qua cầu vào ban đêm. Qua kênh YouTube Google Rao TV, mình như đưa quý vị về sống lại Huế, thăm lại cả cái hình ảnh như là đang đi bộ, đang đi dạo, đi xe máy trên cả cái tuyến phố, đường phố, trên cầu ở Huế. Vừa đổ xuống dốc của cây cầu Giả Viên thì chúng ta đi vào đường Bùi Thị Xuân. Cái đoạn này là đoạn đầu của đường Bùi Thị Xuân thôi. Đường Bùi Thị Xuân này đi lên phía trên Nguyệt Biều, trên Long Thọ lừng quý vị. Cái hướng đi lên phía trên đó, trước đây mình đã có một cái video đi vào băng chiều. Chắc là quý vị nếu theo dõi thường xuyên kênh của mình, tức là đi trên đường Bùi Thị Xuân này luôn đây, đi ngược lại từ trên kia xuống, thì quý vị cũng đã thấy cái cảnh quan hai bên đường Bùi Thị Xuân. Cái đoạn dưới này đẹp, nhưng mà đoạn ở trên kia thì nó hẹp, và đường kiểu giống như là đường ở nông thôn. Đây, trước mặt chúng ta là cây cầu, cầu ga. Phía này chúng ta thấy là ga Huế đây. Trước mặt là có cái đường đi dọc sông An Cừu, đó là đường Phan Chu Trinh. Bây giờ tiếp theo mình xin mời quý vị chúng ta đi vào trên đường Lê Lợi về đêm để ngắm cảnh đường Lê Lợi quý vị nhé. Đây là quán cà phê Enjoy Coffee.
của cái khách sạn xanh quý vị. Khách sạn xanh số 2 Lê Lợi thì phải, mình nhớ như vậy. Bên trái nơi chúng ta vừa đi qua là Đại học Huế, còn bên này là khách sạn quý vị này, khách sạn 5 sao. Có tên là La Résidence, tiếng Pháp. Đang là mùa Phật đản cho nên chi quý vị thấy đường phố đang còn treo những cây hoa sen lục lặng trên cây. Rồi hai bên làm những cái cổng sen. Những cái tai hoa sen, quý vị thấy màu hồng nhìn còn rất là nổi bật, đang xen với cái ánh điện ban đêm ở đường Lê Lợi này. Quý vị thấy nhìn nó rực rỡ thế. Chúng ta vừa đi qua cái chỗ trường cấp 3 Quốc Học. Các khán giả kênh YouTube Google Around TV, có nhiều người đã từng học Quốc Học. Bây giờ trường Quốc Học là một trường nổi tiếng rồi. Học sinh trường Quốc Học không chỉ là ở Huế mà các tỉnh khác cũng tham dự thi vào. Và để đầu học vào Quốc Học đến thời điểm này thì phải nói là rất khó. Phải giỏi á. Mà đúng như vậy, nếu không giỏi mà vào đại học thì rất là vất vả. Đoạn này chúng ta đang đi qua phía trước của Bệnh viện Trung ương Huế quý vị, tức là cái mặt đường, cái mặt bệnh viện hướng ra đường Lê Lợi đây. Chúng ta sắp đi tới cái nơi giao nhau với cái bờ nam của cầu Phú Xuân, tức là cầu mới. Quý vị thấy cái hệ thống rạch nước người ta đang thi công này, đang đào đường. Đến thời điểm này thì bên đây cũng còn nhiều chỗ. Người ta làm khối lượng còn lớn và bên nghĩ rằng chắc cũng năm nay, không biết hết năm nay đã sống chưa, khả năng là cũng phải hết năm nay hết. Đoạn này chúng ta vừa đi qua cái chỗ trung tâm liệu quản Phật giáo quý vị. Đường phố thì đẹp nhưng mà hệ thống thi công thoát nước còn ngổn ngang quá quý vị ha. Chúng ta đang đi tới và sẽ đi ngang qua cái khách sạn
Sài Gòn vào đó. Tất nhiên là trước mặt chúng ta ngã tư giao nhau với đường Hùng Vương, bờ nam của cầu Trường Tiền hay là Tràng Tiền. Đoạn này chúng ta đang đi ngang qua phía trước mặt Đại học Sư phạm. Chỗ này mình đã từng livestream, tức là trực tiếp trên YouTube. Nếu quý vị theo dõi video thì quý vị đã xem kỹ, đã được thấy kỹ cái đoạn này rồi. Như vậy được mà chúng ta là đường Đội Cúng rồi quý vị. Cái khu vực này rất là sầm uất. Có mấy cái phố đi bộ và phố Tây. Đây là cái nơi mà phải nói rằng thức khuya nhất ở ấy. Huế được có cái danh hiệu là thành phố đi ngủ sớm. Đến thời điểm này thì cái danh hiệu đó vẫn còn chính xác. Ngủ sớm để có sức khỏe đấy. Một đoạn nữa là chúng ta sẽ đến đập đá. Chúng ta cố gắng đi đến đập đá trong cái video này. Như vậy là đập đá trước mắt rồi quý vị. Bắc qua sông Như Ý. Và nhiều lần quý vị cũng nếu theo dõi kênh thường xuyên thì quý vị cũng đã đi đến đây rồi. Xin được cảm ơn quý vị theo dõi video. Và mình cũng mong quý vị không quên tương tác ủng hộ video. Cách tương tác thì quý vị cho mình một nút like, đăng ký subscribe và góp ý bình luận ở dưới video. Và có thể là chia sẻ để lan tỏa các cái hình ảnh về Huế và cho cái kênh YouTube Google Road TV ngày càng phát triển, đông khán giả hơn. Thân chúc mọi người luôn vui khỏe, trân trọng mến chào và hẹn gặp lại quý vị.